Mời mọi người xem tiếp tập 177 của bộ truyện Toàn cầu băng phong, ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế. Lúc này Trương Dịch đưa tay tính vuốt ve chú mèo biến dị để tăng thêm độ hào cảm. Nhưng vì chú mèo biến dị này có sự phản xạ nhạy bén nên đã phát hiện ra và gầm gừ khâu cho cậu tiến lại gần nó. Trương Dịch cũng đành bất lực đợi chú mèo đi ngủ một lần nữa. Cậu thở dài mà tự nhủ, mình đối phó với phụ nữ cũng không có phiền phức như vậy. Nói rồi cậu lại tiếp tục thử vuốt ve chú mèo tăng thêm độ hào cảm. Cuối cùng chú mèo biến dị Hoa Hoa cũng gạt bỏ sự nguy hiểm từ Trương Dịch, cho cậu ấy thoải mái vuốt ve cho mình. Chú mèo Hoa Hoa trông rất thoải mái mà ngủ ngon. Sau khi thành công chương Dịch liền ngồi ra ghế thở dài, cuối cùng cũng đại công cáo thành rồi. Chú mèo Hoa Hoa sau khi vào nhà cũng đã hòa đồng với các thành viên trong nhà, vì nó đã tin tưởng vào Hân Hân và mọi người thêm một lần nữa. Chú mèo Hoa Hoa rất được chào đón, ngay cả khi đi tắm cô chị họ Dương Mật cũng mang chú mèo Hoa Hoa theo. Ngay cả trong phòng ngủ của bác sĩ Châu chú mèo Hoa Hoa cũng tới chơi đùa cùng cô. Ngay cả khi đi ngủ chú mèo Hoa Hoa cũng tới phòng của cô bé Hân Hân. Cả ba ngủ cùng nhau rất vui vẻ hạnh phúc. Một thời gian sau Trương Dịch lên phòng điều khiển gặp cô bé Hân Hân. Anh nói, Hân Hân, vội vàng gọi anh đến đây như vậy. Có phải là đã phát hiện được thứ gì mới không? Cô bé Hân Hân quay người lại nhìn anh với một vẻ mặt có chút nghiêm trọng nói. Người cố gắng xâm nhập vào mạng lưới sở tránh nạn của chúng ta đã bị em tìm thấy rồi. Trương Dịch tiến tới màn hình hiển thị mà phán đoán, nơi này là ranh giới giữa Tây Nam khu Tây Sơn với khu Tây Bắc và khu Lộ Giang, cách đây cũng chưa đến 30 km. Trương Dịch tiến lại gần hỏi Dương Hân Hân, người cố gắng hack hệ thống nhà an toàn của chúng ta vậy mà lại gần như vậy sao? Cô bé Hân Hân cười đắc ý nói, kỹ thuật của đối phương rất cơ bản, chắc chỉ là người lập trình không có nhiều kinh nghiệm nào đó làm thôi. Cô bé Hân Hân thao tác một vài thứ trên bảng điều khiển rồi nói thêm, hơn nữa phương diện về thiết bị cũng không cao cấp, em xâm nhập vào cũng rất dễ dàng. Số liệu trong máy tính đều đã xử lý mã hóa qua rồi, muốn phá giải thì vẫn cần một đoạn thời gian. Cô bé Hân Hân vừa thao tác phá giải mã hóa vừa nói với Mên, nhưng dựa theo những thông tin có được bây giờ để phân tích, thì ở khu Tây Sơn quả thật là có một tổ chức lớn tồn tại. Cô bé Hân Hân quay sang nói với Trương Dịch, cũng không lâu sau đó là chúng ta sẽ chạm mặt với bọn họ. Trương Dịch khoanh tay rõng rạc nói, nên đến thì muốn trốn cũng không trốn được. Trương Dịch tôi đây không đi gây chuyện cũng không sợ người khác đến gây chuyện. Ai muốn phá vỡ sự yên bình ở đây thì tôi sẽ lấy mạng của người đó. Nói rồi anh quay người rời đi. Vừa đi cậu vừa tự nói một mình. Hân hân, em tiếp tục theo dõi tín hiệu của đối phương. Sau đó phá giải mã hóa lấy đi thông tin. Anh muốn có được thêm nhiều tình báo về tổ chức đó hơn nữa. Ngay sau đó Trương Dịch đi xuống tầng hầm. Cậu giơ tay lên chào và nói. Khả nhiên, là anh đây. Cô bé Lục Khả Nhiên đang làm việc thì cô đứng lên quay sang trả lời đại ca sao anh lại đến đây trương dịch tiến lại gần vui vẻ nói đương nhiên là đến đây xem công việc của em tiến hành như thế nào rồi cô bé lục khả nhiên khẽ cười đắc ý đưa cho trương dịch một vũ khí mới mà cô mới chế tạo được cô bé nói đại ca có đồ tốt muốn cho anh xem này trương dịch vui mừng cầm vũ khí mới mà khả nhiên vừa chế tạo lên tay anh quan sát một lúc rồi đưa ra cảm nhận đồ tốt đúng lúc anh đang cần thứ này trương dịch vui mừng suy nghĩ năng lực bắn tỉa của mình phối hợp với dị năng cộng thêm cái này nữa thì giống như hổ mọc thêm cánh bây giờ có thiết bị nòng giảm thanh này rồi thì có thể giải quyết được vấn đề để lộ vị trí vì tiếng nổ của súng không chút động tác thừa mê liền tặng cô bé khả nhiên một like với sự giúp đỡ của khả nhiên thì điều này rất xứng đáng anh khen ngợi cô một vài câu tốt lắm khả nhiên đúng là đưa than vào ngày đông mà cô bé khẽ cười vui vẻ đáp lại anh anh dùng thử xem có thuận tiện hay không tuy em làm theo kích thước của súng bắn tỉa của anh nhưng nếu như anh dùng không thuận tay thì em có thể điều chỉnh